Vâng, sau đây em test con Relatic 2001 khủng long mà gửi cho anh Long ở Thái Bình nha. Em này có chỉnh bass mid chép, một con omly của hãng rất là mạnh nha các bác. Chơi những dòng loa gọi là bass 40 độ mid phê, dòng 30 như thế này thì nhất volume là đã tê tái rồi. Thổi bass ghê lắm các bác, nghe đã đấy. Các bác có những cặp loa mà công suất lớn như là Sandwing bass 40 rồi hoặc là những dòng Rebel mà 3001, 4007 rồi. Cái này mình vặn qua AM/FM thì nó mới sáng nha. Hoặc là các bác cắm đường táp rồi các bác vặn qua đây là sáng hết. Còn nếu mà để AUX thì sáng hai đèn vô thôi. Bass, mic chép, âm thanh đổi lo nét. Hay không lo nét mà nó đã rất là uy lực rồi. Đây volume này mới hồi hướng 7 giờ, chưa tới 7 giờ 6 rưỡi. Mạnh lắm. Vặn lên 9 giờ chắc banh cái loa. Mạnh giá mang nha. Hay. Bass chép rất là căng. Một trong những dòng âm ly của hãng Relatic rất đáng chơi. Em còn con Onkyo 4500 MK2 này các bác, giá 9.7 triệu nhé. Con này rất là hay, mạnh. Đánh 3 cầu loa 9.7 triệu. Ba lăng nằm bên trong này. Đấy. Ba chép ba này. Chép là mình căn chỉnh được dây mic lợi ca sĩ. Con này về rất là mới, hai con hàng eBay hết. Qua nay thì bận công việc một tí, ít lên video cho các bác. À, con 7070 cũng đã có chủ, chiều tí nữa em test con 7070 lên đường cho bác chủ luôn.